Mến chào mọi người, rất vui được gặp mọi người trong buổi tối hôm nay. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ ha. Thì bữa nay mình đi đậy gà, lắp đèn, quay trò chuyện với anh em vui chơi. Thì buổi tối thấy cưng lắm mọi người, mình cho gà ăn á. Thì mình buổi tối thì thường mình bắt đèn nè, bắt đèn cái mình để thêm thức ăn, mình vệ sinh cốc nước, mình vệ sinh mau lẹ nhất là bằng cái này nè, anh em biết ha, bằng cái ống hút này nè, mình vệ sinh lẹ nhất là bằng cái ống hút nó chích nè, mình hút, tại vì những cái con gà nó ăn á thì nó hay dơ rớt thức ăn tổng. Thì mình xúc đó mau lẹ nhất, còn mà thấy nóng ngông nhiều thì mình chùi, cái đó là mau lẹ nhất. Chứ mà nó mình mà không có cái này thì mình cũng phải mở thường xuyên, còn cái này mình hút lẹ lắm, nó cặn nó dơ ở trong cái cốc á, nó nhát á mọi người. Mình cái đèn lát nè, đèn lát của cái điện thoại đó. Bay này thì nhỏ hơn. Bay này nhỏ hơn. Thì buổi tối mình quay trò chuyện với mọi người chơi. Thì cỡ này mình bắt đèn suốt luôn, mình bắt đèn suốt nè. Thì mấy ngày đầu á, thường 3-4 ngày đầu á, thì mình không có bắt đèn là nó ấm đủ, là mẹ ấm đủ, còn bây giờ nó lớn lớn rồi, như cái hai cái bầy bên đây á, bầy bên đây nó lớn rồi nên mình phải bắt đèn suốt. Rồi một lát mình sẽ tùm cái bao đây nè, tầm bao kính mấy cái này nữa, thì mấy dắt đó mình cũng đã dừng hết rồi, mấy mặt này mặt tiền, rồi lát mình sẽ tầm lại, tầm bằng cái bao. Hồi trước đó thì mình cũng có dùng cái bao, cái tấm ni lông á, cái bạc ni lông mình tầm lên thì nó rất là ấm nha. Để giờ mình lấy cái bao mình tầm lại ha. Thì thường á mình tầm lại cho nó giữ ấm hơn. Mình cắt bao thức ăn. Nói chung là anh em tầm mình càng kín thì nó sẽ ấm, đỡ gió lùa. Lúc sáng thì mình mở ra ha. Sáng mình mở ra, mình tầm khúc này luôn. Tại mình để cái điện thoại ở đây nên mình không có tầm được. Phụ xuống nó đỡ gió, với một là nó sẽ ấm hơn và cái đèn nó giữ ấm hơn. Để mình lấy cái bao nữa ha, quay để coi nó ăn, mấy con gà nó ăn chơi với mọi người. Cái này mình có trộn thức ăn mạnh với thằng gớ lớn luôn nha, cho chuyển qua từ từ. Nó còn nhỏ đó, thì cái lượng thức ăn nó cũng không có nhiều trong ngày nên mình không có để cái bình nước rưỡi vô làm cái cốc tự động, của máng tự động, tại vì nó còn ăn đủ á, mình để nhiều quá nó bươi đổ, có vậy chứ cũng có đổ. Qua đây. Đây phải đi. Đây
hầm đất suốt luôn. Có khi ban ngày mới hổm ngay mấy cái đợt lạnh á, đợt lạnh là mình bắt nguyên ngày luôn, mình tầm lên hết luôn, mình tầm hết này luôn nè. Để cục gạch đấy, không mình để cục gạch nó không qua được. Mai mình sẽ nhỏ la suta cái bầy lớn nãy. Bầy này là cái bầy lớn này chắc đây nhớ hình như mười mấy ngày rồi phải, mười mấy 20 ngày rồi. Cái bầy bên đây cũng đầy, cái bầy bên đây cũng vậy nè. Còn bầy này mới. Rồi giờ mình sẽ đẩy lên nha. Đẩy lại. Anh em đẩy bằng cái bông lông được, mà đẩy kính á, đẩy kính thì nó sẽ ấm lắm. Mình thì mình cũng hơi làm biếng, mình cắt cái bao này. Cắt cái bao bao thức ăn nè. Đó. Đẩy này nó kính mít luôn. Đó đẩy vậy nè là nó kín mít luôn. Bên đây hồi lát mình đẩy bên đây luôn nè, mình đẩy chỗ này kín luôn thì nó đỡ cái gió lùa. Nói chung là mùa lạnh thì mình đẩy như vậy là nó bít chịch luôn á, mà nó cũng có lỗ hơi. Thì đẩy gì nó giữ ấm là một, hai là đỡ gió lùa. Nhiều khi giấc khuya giấc sáng đâu gió mà hiu gió lùa nó lạnh lắm. Thì cái đèn mình không phải ấm đèn, cũng đèn bự, ấm đèn có 5W thôi, tiết kiệm giảm chi phí cho nó đỡ. Với mình ấm mà số lượng gà nhiều 70W là thấy nó cũng phê, mà màu đất lắm, bóng bự màu đất lắm, màu đất hơn bóng này. Ấm cái đó thì mình phải có một cái chụp riêng nữa. Con này siêu Mỹ nè, máy này siêu Mỹ, nó lai nhiều quá này, giờ không biết nữa nó lớn ký không. Thì con này nó không có đủ, hồi lúc là nó đẻ là nó không đủ 1,8 đâu mọi người, và mình không đủ 1,8, hơi nhỏ ký. Nhưng mà mình thường là giao cho anh em là gà lúc nào cũng chuẩn là tầm 1,8 không á. 8 là nhiều khi là tới chừng nó rớt hột là khoảng 1,9 thì 2kg luôn. Có anh em nhiều khi tới rớt hột là 2kg mấy luôn á. Thì những cái con nó 1,8 mà tay tốt rồi mà khi nó rớt hột nó sẽ là lớn ký nữa. Cái này dây điện thì mình cẩn thận nè, mình anh em nhớ nha, dây điện mình phải làm kỹ một chút để nó tóc vỏ, là nó một chết gà, hai là nguy hiểm cho mình. Trước tiên là an toàn cho mình trước, mình cũng phải bọc thêm nè, bọc thêm mấy cái này ha. Nói chung là còn chuồng nó hơi lâu, nó nhìn hơi cũ, anh em mọi người thông cảm nha, chuồng nó cũng hơi lâu rồi. Nhõng ghê luôn, gà mái này nhõng lắm. Rồi thôi, mến chào mọi người, mến chào anh em, cảm ơn anh em đã xem clip và luôn đồng hành cùng kênh Cuộc Sống Anh Ta. Thì anh em mọi người nếu yêu quý kênh mình hãy nhớ cho mình một like và nhớ đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận những video sớm nhất mình tải lên ha. Mến chào mọi người, chúc mọi người một buổi tối thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình nha.